Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bizseller. Thì trong video lần trước, Bizseller đã hướng dẫn cho các bạn các thao tác để xử lý đơn hàng trên Bizseller app. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách để quét giao hàng khi đơn hàng nằm trong mục chờ in và những điều cần lưu ý chỉ với một chiếc điện thoại smartphone. Nào hãy cùng theo dõi mình nhé. Và sau đây là các bước để các bạn thực hiện quá trình quét giao hàng. Đầu tiên, các bạn sẽ tải Bizseller app về trên điện thoại của mình. Link tải về mình sẽ để ở phần phía dưới mô tả. Sau khi tải xong, chúng ta sẽ đăng nhập vào trang chủ Bizseller app. Tại module quản lý đơn hàng, các bạn vui lòng nhấn vào quét giao hàng. Tại đây, chúng ta sẽ nhấn vào giao hàng ngay và chúng ta sẽ quét vào mã vận đơn. Sau khi quét xong, thông tin các sản phẩm sẽ hiển thị cho chúng ta kiểm tra một lần nữa. Sau khi đã kiểm tra xong, các bạn vui lòng nhấn vào giao hàng. Đã giao hàng thành công. Và đây trang chủ cũng sẽ hiển thị đã tạo thành công biên bản bàn giao. Các bạn vui lòng truy cập vào Bizseller phiên bản web để kiểm tra quản lý biên bản bàn giao để in. Sau đó chúng ta nhấn vào xác nhận. Có một lưu ý nhỏ rằng chỉ có đơn hàng trong danh sách chờ in mới có thể hỗ trợ quét giao hàng. Và sau khi quét xong, bưu kiện sẽ tự động chuyển vào danh sách chờ lấy hàng. Nếu các bạn muốn xem trước thông tin bưu kiện trước khi giao hàng, hãy nhấn vào quét giao hàng, sau đó chúng ta sẽ chọn mục cài đặt. Tại đây các bạn có thể gạt nút xanh để quét điện thoại và xem trước bưu kiện giao hàng. Ngoài ra các bạn có thể tắt nó đi nếu không muốn dùng tính năng này. Sau khi gạt nút xanh, máy sẽ hiển thị cho các bạn SKU sản phẩm và SKU hàng hóa. Ngoài ra các bạn còn có thể tạo biên bản bàn giao bằng cách gạt nút xanh ngay tại đây. Sau khi đã tạo biên bản bàn giao, các bạn vui lòng về lại trang web của Bizseller tại máy tính. Trong module đơn hàng, tải một biên bản bàn giao để kiểm tra biên bản bàn giao vừa rồi đã tải trên Bizseller app. Chúc các bạn thao tác thành công!